Hi, Lực chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Thì hiện tại Lực đang ở Vĩnh Thạnh các bạn. Hôm nay thì Lực câu ở dưới khu dưới đây. Nói chung cũng chưa có cái điểm cố định các bạn ơi. Bây giờ chuẩn bị xuống cái điểm câu các bạn. Câu ở cái phía dưới cái kênh phía dưới. Này câu dưới đây nha các bạn. Đó, kênh này nói chung cũng không có lớn các bạn ơi, cũng được thôi. Là giờ này thì lực câu thì nó cũng nước nó cũng đang lớn các bạn, nhưng mà trong đây thì do nó cao hơn phía ngoài á nên nước nó chưa vô kịp. Cặp mé vườn quýt đó các bạn, quýt ở trên các bạn đó, chung mùa này thì trái nó cũng ít các bạn ơi, thấy nó cũng không nhiều lắm. Phía dưới này là chỗ người ta cắt mấy cái cọng lục bình ta bán nè các bạn, nó trống nè. Giờ lực dọn sơ sơ cái câu luôn các bạn ơi, tranh thủ nước nó đang lớn các bạn. Dọn băng đây hai lạng nè. Nước nó chảy vô dữ lắm rồi đó các bạn. Để dữ lắm chảy luôn. Cái vò không quá các bạn ơi. Cái vò phải bự cũng đỡ quá, cái vò nó cũng không có lớn các bạn ơi. Vì vừa không à. Ăn nữa đó bạn. Đụng các bạn ơi, cá này chắc cũng cá giò nữa quá. Giò cũng được các bạn ơi, con này bự hơn con giò dữ lắm à. Tôi trời cá chim các bạn ơi, trời ơi con cá chim nó bự hết hồn cá chim ơi. Trời ơi tưởng đâu cá, tưởng đâu cá giò không à, nè bự quá trời luôn rồi. Con này hơn nửa ký các bạn ơi. Có cá chim được các bạn, được được nha. Con thứ hai, con thứ hai ngon cũng có lý nha các bạn. Cá chim được rồi, cá giò thì nhỏ quá. Ăn nữa các bạn ơi. Đó. Lên, lên, lên. Trời ơi, cái vô bạn ơi. Đừng luôn các bạn ơi. Cái chim thì đỡ quá. Hai con lứa. Nước như mày không xiết vô quá trời các bạn ơi, đẩy dữ lắm. Ăn 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 các bạn ơi. Rồi rồi rồi, hàng hàng các bạn ơi. Trời ơi trời, dữ lắm rồi các bạn ơi, dữ lắm rồi. Dì ơi, bạn ơi mới chín không nha bạn,
hiểm không nha bạn. Quá trời có chim, nào nấy bự bạn ơi, bự lắm. Mình đi dưới trên. Có cái chim giật cũng được nha bạn. Mày ơi, có răng nữa nè. Hôm nay cũng súng răng nữa, súng hết mấy cái nữa. Bự lắm, ui trời 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 trời. Cắn bạn ơi, cắn dữ lắm, đau nha. Trời ơi, nó cắn đau lắm các bạn. Đau ghê đau chứ. Bự các bạn ơi, nó ăn luôn các bạn ơi. Tới nữa rồi các bạn ơi, tới nữa rồi, tới nữa rồi. Trời. Dữ lắm các bạn ơi. Ôi giời. Dữ lắm nha các bạn, dữ lắm nha các bạn. Chim khủng không các bạn ơi? Khủng không à? Chim bự bự không các bạn ơi. Trời ơi, bự. Trời đang ngon lành đụng cái chốt không các bạn ơi. Không ngon lành là bị cái chốt trời. Đang câu ngon lành. Đụng với cái này đụng cái chốt cái không nổi sảy với nó. Bỏ xuống lại phá mồi không à. Bỏ xuống lại ăn nữa bạn. Ừ, không. Nổi sải không? Đừng có gặp cái chốt là được rồi bạn ơi. Cá là thôi chứ cái chốt gặp cái chốt để nó phá không à. Câu tức. Ăn luôn bạn ơi. Có hàng, có hàng. Hàng nha. Có chim quá các bạn. Cái giò các bạn ơi. Con này được các bạn. Bắt con này nha các bạn. Nè. Hơn 2 lạng. Rồi, ok. Từ từ, từ từ, từ từ. Kẻ cái bó luôn rồi. Ừ, cái giò quá trời. Cái con này chắc 4-5 con mới 1 kg à. Hai lạng à.
Con hiểu lầm nhanh thiệt chứ. Vô luôn bạn ơi. Đó. Vậy thôi nha. Đó, gọn. Ăn cơm trưa luôn nha các bạn. Ăn xong rồi đi kiếm cái điểm khác cái mình làm vài con nữa rồi về nha các bạn. Nay ăn tàu hũ với cá rô phi muối chiên các bạn ơi. Đó. Vậy thôi. Buổi trưa đơn giản. Nay vô chỗ này câu nó mát các bạn. Đây có cây bơ nè. Cái bên này bưởi với lại quýt quá trời. Có bưởi đó bạn. Trái cũng nhóc trơn mà chưa có bự. Cây bơ nè. Đó. Chưa có trái. Thì trong đó trái nhiều. Ăn xong rồi ra xin một hai trái quýt cái mình ăn tráng miệng luôn các bạn. Đó. Buổi trưa rồi không có ai ăn hai trái các bạn ơi, còn nhiều bình sinh nha bạn. Quýt này đỡ cái nó ít có chua các bạn ơi. Ngọt. Mới chạy qua cái điểm này nè các bạn. Đó, giờ đánh thử các bạn ơi. Sớm vậy dưới dính đầu cũng còn bị lớn không bạn? Có được cái bự bự xíu nó dịch cho đã. Cái giò bự dịch cầm tay là sướng nhất á. Hai lạng mấy. Kéo các bạn ơi, kéo, kéo, kéo. Còn nữa các bạn ơi. Chạy hả mày. Nãy giờ chờ mày lâu lắm mày đây. Con rô nha. Này môi giới nè các bạn. Rồi, rồi, rồi. Xiết, xiết. Cái giò chắc các bạn ơi. Miết lớn không mà sao nó làm quá vậy nè. Còn không đây nữa nha. Cái này
Trời ơi trời, biển đồ khủng quá các bạn ơi. Giật hồi nè, biển đồ khủng hết, cái khủng rồi, 4 lạng, 3-4 lạng gì đấy. Con nữa các bạn ơi, này màu cám nha, ở đó rồi dính màu dế á, tuyển đồ hàng khủng không trời. Anh chậm lên các bạn ơi, có kìa, nghỉ nó nữa bạn ơi, giọt nữa. Không có lớn bạn ơi, 2 lạng. Nó cái gì đây, nó rô mề các bạn ơi, con thứ hai cá rô nha. Được đó các bạn, bây giờ đúng các bạn ơi, tính câu tới chiều rồi nhưng mà do mấy cá dồ nó chết, mấy cá dồ nó dở quá. Để chung có dịp nào quay lại các bạn ơi, chỗ này thì có thể là nước lớn câu nó ăn nhiều, giờ nước rộng mình nó không ăn nữa các bạn ơi. Chết chưa, mấy cái chìm hết rất bự các bạn, còn nào mấy cần nửa ký à, cái dồ cái rô, thằng cá chốt thì cá đóng luôn các bạn ơi. Cái chốt quá trời luôn, lúc đầu câu đâu có dính dữ thần dữ, hồi cái nước lớn lên dính quá trời. Ba con cá chim, giờ mặn con đem nướng các bạn ơi, nướng muối ớt đó, mấy cái rô bự á cũng được, cái giò này không có lớn các bạn ơi. Rồi tạm ổn, cá rồi chuẩn bị xong đó các bạn, giờ lực ướp nha bạn, cái này nêm nếm muối ớt nha, muối ớt với lại một ít dầu hào vô, dầu hào trộn đều hồi ướp với cá đó các bạn, cái này hồi trộn dầu giấm các bạn ơi, giấm táo đó, càng cua, xà lách, củ hành với lại dưa leo. Thank you.
Thất bại rồi bạn ơi. Sớm quên bỏ dầu vô bạn, cho nó đừng có dính quá rồi. Rồi được chọn đồ giấm nha bạn. Muỗng đường, tiêu, chút thôi nha bạn, chừng muỗng giấm táo thôi nha bạn, nhiều quá chua các bạn ơi. Xíu dầu ăn nha bạn. Rồi, để lên. Các bạn ăn chua thì các bạn đổ thêm giấm táo nha, được ăn nó không có chua lắm. Sức mẻ hết trơn rồi bạn ơi, còn nhiêu thịt ăn nhiêu nha bạn. Sức hết trơn rồi, dính quá à. Đó, khô gan rồi nè. Rồi hôm nay ăn đơn giản nha bạn ơi, Lực mời các bạn dùng cơm nha. Đó, cá chim, chim nướng với lại salad trộn với giấm táo, canh này sáng nha bạn. Cá này sớm ướp ở ngoài nó hơi mặn các bạn ơi, trong thì được. Rồi, được mời các bạn nha. Thank you.